Xin chào khán giả của Vion, tôi là Hồng Ánh, vai Thúy Hạnh trong phim Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp. Thúy Hạnh là một người phụ nữ rất là truyền thống, rất là coi trọng những cái giá trị về gia đình. Trong bộ phim này thì cô là con dâu trưởng của gia tộc Đỗ Gia, được mẹ chồng rất là yêu thương và tin tưởng để có thể trao truyền lại tất cả những cơ ngơi, sản nghiệp cũng như là những cái tinh hoa theo tay nghệ thuật cho cô con dâu trưởng, đó là Thúy Hạnh. Khi mà nhận lời vào nhân vật Thúy Hạnh thì Hồng Ánh cũng có tìm hiểu khá là nhiều những dòng tộc nổi tiếng về lĩnh vực thiêu tay nghệ thuật của Việt Nam mình. Và bản thân Ánh thì Ánh cũng có chủ động đi đăng ký học những cái lớp thiêu tay nghệ thuật mà ở cái mức độ cơ bản. Bởi vì sao? Thì Ánh biết là khi vào phim thì mình bắt buộc phải có những cái động tác nhân dáng của một cái người nghệ nhân để làm sao mà mình thuyết phục khán giả cũng như là những người đã làm nghề. Mình biết là mình sẽ có sự hỗ trợ rất là nhiều của những nghệ nhân thực sự, nhưng mà đôi khi là có những cái cảnh quay thì bắt buộc dù trong những cái tích tắc ngắn thôi, nhưng mà anh nghĩ là anh vẫn muốn mình chủ động tất cả những cái hành động của mình để cho mình tự tin hơn với cái nhân vật của mình. Về phía nhà sản xuất thì cũng hỗ trợ diễn viên rất là nhiều. Khi mà anh được tiếp xúc với bối cảnh thì anh cũng được gửi đến để đi học, để mà lắng nghe những cái tâm huyết của những cái nghệ nhân thực sự và nổi tiếng. Họ không chỉ có giỏi về mặt tay nghề, họ còn chia sẻ cho mình rất là nhiều những cái tình cảm mà họ gửi gắm vào trong tác phẩm. Thì với Ánh, nó là cái chất liệu vô cùng quý giá để mình có thể hiểu được cái nghề nghiệp của họ, để mà mình đưa vào trong cái nhân vật của mình. Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp sắp phát sóng trên Vion.